gần mặt là tức rồi đó, lại tức rồi đó, lại có thông tin, lại cảm thấy bực tức rồi đó, lại ngứa ngáy trong người rồi đó, lại phải xử lý rồi đó mọi người. Liên tục và liên tục xảy ra các vụ án nghiêm trọng như thế này. Ông pháp và luật đâu mất tiêu đâu đi. Xử lý tụi nó nghiêm vô mới được, chứ kiểu này là không ổn rồi. Ngày hôm nay là Tàng lại cung cấp cho mọi người hai cái vụ án hấp dịp. Không được. Phụ nữ là ngứa thì ra bụi dứa mà cà. Còn đàn ông mài cái con dao cho thật sắc. Có khả năng là Lực Tàng ra Sơn La mượn cái con dao của cái chị sẹt sẹt cái củ quý của thằng chồng á, để về để xin ông pháp với bà luật cho Lực Tàng về mài thêm chút nữa cho nó sắc lên nha mọi người. Sẹt sẹt không ai làm, để Lực Tàng làm cho, được chưa? Xử lý tụi nó là phải xử lý như vậy, không xử lý để cái cụ lẳng đó nó gây án, để cái củ khoai củ sắn nó đi gây án đó mọi người. Đau xót, đau lòng, không chịu được. Ngày nay hai vụ luôn, quên lẳng đi cái là hai vụ liền, cứ quên lẳng thì cái là hai ba vụ liền, cập nhật mà chán cái mồm luôn rồi. Mà không biết tại sao nó cứ thực hiện được tài, nó không coi pháp luật ra gì, nó không coi thằng Lực Tàng TV ra cái gì, nó không sợ đứt cái đó của nó ra cái gì. Thử hả, tức lắm rồi đó mọi người. Mọi người biết hai vụ gì không? À, một vụ thì cái thằng hôm nay khỏi cần đọc báo luôn, ngồi tức quá rồi ghi hết vào trong đầu rồi, nhớ hết rồi, cập nhật luôn cho mọi người thôi. Một cái thằng á, nghe đâu ở miền Tây, bắt đầu là đi nhậu về say, thuê cái giải phòng trọ, thấy em gái ở trong đó là xinh tươi quá, nằm bấm điện thoại. Mà mọi người biết là trong phòng trọ rồi, thường thường thì mặc quần áo thì nó cũng hơi mát mẻ một tí, đúng không ạ? Ở trong phòng thì ai mà ngờ được, đúng không? Cầm điện thoại bấm thì vô tư chơi điện thoại thôi. Facebook lướt web đồ này kia. Thì thằng này là đi nhậu về say, bắt đầu là ngóng vô, cửa lại mở hé, cái đau đầu chứ. Ngóng vô thì thấy, thì bắt đầu là nước giải nước miếng chảy ra thôi, là lao thẳng vào phòng luôn mà. Lao luôn, không xin phép. Dễ gì nó xin phép đúng không mọi người? Nó say lên rồi, thường thường rượu mà rượu vậy gì khấu phải lằng với lại đông trùng hạ thảo với lại cái gì mà có rễ dừa rễ câu đó, sâm câu đó, mà nốt vô nữa rồi thì còn cái gì chuối hột nữa. Có khi là thằng này đi nhậu ăn trứng vịt lộn nữa, không có rau răm. Thế là cù lẳng của nó là lúc đó nó chịu không được, cộng cái rượu ở trong người nên là lao thẳng vào phòng của cô gái đang bấm điện thoại nằm ở trong phòng, bắt đầu là chốt cửa trong. Không thì phòng trọ thì thường thường có cái chốt bên trong mọi người, vô cái là chốt lại như này, ú ớ ở trong liền, lao ập vô người của cô gái, lao ập vô người của cô gái. Mọi người thấy ghê rồi, thấy thằng này nó láo thế không? Con người ta đó mà nó thấy là nó lao nó tớp luôn, nó lao vô nó không xin phép, nó tớp luôn, nó tém luôn bé luôn. Nghe đâu mười mấy tuổi đang ở phòng trọ, đó là bé này nó sợ quá, nó la làng la lối lên, van trời van đất lên, thì nó giằng co với thằng này. Thì bắt đầu là may sao thì cái phòng trọ thì nó quen, nó lại nó mở được cái chốt, nó phóng ra ngoài. Thằng này thì bắt đầu là vật lộn với bé này trong này, cố tình để mà gọi như là giở trò đồi bại. Mọi người thấy nó ghê rợn không, nó ngang tàng không? Giở một cái giải phòng trọ như vậy mà chắc có khả năng là vắng người cho nên nó mới làm được như vậy. Thú tính nó nổi lên rồi còn gì nó đâu nói. Bắt đầu bé này ra la làng thì người dân người ta kéo đến dành cho một trận, xong đưa lên cơ quan công an hấp diêm. Chắc mười mấy năm theo như là Tàng nghĩ á, sắt luôn như thể sắt chuối á, mà gớm tay quá thì để là Tàng làm nhiệm vụ này cho chứ mấy cái thời gian này là không ổn. Vụ việc của bé Vân An chưa đâu vào đâu mà cứ phải cập nhật những cái vụ việc như thế này, mọi người thấy không ạ? Vụ việc bé Vân An là nhức nhối như thế nào đó mà lại xảy ra cái vụ việc này nữa, thì mọi người thấy là xã hội nó quản gì để nói không, nhiều lắm, nhiều vô kể, nhiều vô bin,
nhiều vô cùng luôn mọi người. Nghĩ mà thương thật. Làm sao những cái thằng đàn ông, mình cũng là thằng đàn ông, làm sao mà nó biết tệ hại, tệ bạc đến mức độ như vậy. Mẹ cha nó bây giờ nó thèm, nó muốn thì qua bên Nhật đặt lấy một con vậy, búp bê về, nó thích làm thì nó làm đó mọi người. Hay là nó tự xử hay này kia thì cũng được. Rồi nó thấy con người ta vậy như là thơm như muối mít, là nó lao nó tớp luôn, lao tớp luôn. Con người không có cái kiềm chế đó là người phụ nữ. Lỡ mà bà già mà nằm trong phòng có khi mà nó thèm lên nó cũng làm luôn, nó tớm luôn, nó tém luôn đó mọi người. Người thấy không? Nên là hết sức cẩn trọng nha. Không, ở với những cái kẻ mà gọi như là hay say xỉn rồi mà có cái máu dâm dê mà hay gẹo gẹo chọc chọc hay khều khều ngoái ngoái như thế này nè, là mọi người bán thẳng vô mặt nó cho lực tàn. Mấy cụ già mấy cụ già thì đừng có nói rằng là không được đấy. Nhiều khi nó chơi nó ấy nó cũng làm luôn. Có chứ không phải không, có đó nha. Người ta nói có đó nha, cảnh giác hết sức. Đấy, giờ mấy thằng đàn ông là nó có cù lẳng mà nó thích làm thì làm, đàn bà nó không cù lẳng thì không sát được rồi. Đàn bà mới đi theo trai ngứa ra bị dứa mà cà, đem ra bụi dứa cà 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 như này cho một lần nó biết. Mọi người biết dứa là dứa gì không? Dứa gai á, nó có mấy cái gai cà như này, ông bà xưa người ta nói ngứa ra bụi dứa mà cà. Còn đàn ông cắt xẹp cho hết luôn. Ý tàn là vậy, tức lắm, cay lắm rồi. Pháp luật phải nghiêm minh hơn ba vụ hấp dẫn này mới được. Đó là cái vụ án đầu tiên mà được tàn cập nhật cho mọi người nhanh gọn để mọi người biết. Mà được tàn đang rất là phẫn nộ, rất là bực tức, không phải đơn giản đâu, nhìn mặt vậy thôi chứ tức lắm rồi đó, tức ghê gớm lắm rồi đó. Không, bọn nó đem ra nó cắt hết rồi, xong rồi nhốt trong một mọt gông đúng không ạ. Rồi tiếp tục đến cái phần thứ hai, lại một vụ nữa. Trước khi vào án hai, mọi người nhớ ủng hộ một mật ong nha. Mật ong bạc hà, mật ong cà phê và mật ong nhãn, không, toàn những loại hương liệu quý không đó, mà cô dì chú bác mà không mua về thì uổng phí lắm. Không, nhớ mua về để tẩm bổ cơ thể, nhất là cô dì chú bác mà cô dì hoặc là các em gái xinh tươi đang có cái dấu hiệu mà lão hóa thì hãy mua cái này về để cho mình xinh đẹp, trẻ đẹp lại, để cho chồng hoặc là này kia của mình đó không ngon đen đến người khác hơn người, đặc biệt là hàng xóm. Vợ mình là cơm nguội của ta, đặc sản của thằng cha láng giềng đó, nó phải nghĩ như vậy, cho nên là nó không bao giờ nó đi lang thang nữa. Thì mọi người nhớ mua mật ong đầu tiên nha, đặc biệt là mật ong bạc hà. Mật ong bạc hà uống vô là tim mạch này đẹp da này, cũng như là ngủ ngon ăn ngon này, tiến độ và quy trình sinh gái sinh tươi như các em 18 là nhanh gọn tuyệt vời luôn này. Đó, cà phê cũng vậy, mật ong nhãn cũng vậy, cà phê cũng vậy nha mọi người. Đây mật ong nhãn, đây mật ong cà phê, đây thấy chưa, bột nghệ đẹp da không, đường ruột bao tử đồ trị hết luôn mọi người. Nghệ vi tẩm mật ong đó là những mặt hàng được tàng đang bán. Số điện thoại trên màn hình cô gì chú bác, alo được tàng hả, bán cho cô 100 mật ong, ok cô, bán cho cô một lọ bột nghệ, ok cô, con gà đen luôn, gửi cho cô gì chú bác đến tận nơi, ship đến tận hang cùng ngõ hẹp ngóc ngách toàn quốc đấy ha. Cô gì chú bác nhớ gọi điện ngay lập tức đặt hàng, người ta ủng hộ nha mọi người, để người ta có kinh phí. Chuyến này chắc phải đi săn đó, đi săn những cái kẻ mà gọi như là hấp dẫn, mong làm sao mà đến trước được pháp luật, xẹt luôn. Đến đâu nó đến, chơi là chơi à, chấp nhận. Rồi tiếp tục đến cái sự kiện thứ hai, lại một thằng gọi như là thú tính nữa, với một đứa bé 14 tuổi nữa, ở ngoài Bình Thuận nha mọi người, Bình Thuận. Đứa bé này rất là nghèo, gia đình rất là khổ. Khi cái con mẹ bé này là bỏ chồng, tức là ngứa đi kiếm bụi dứa cà là đó, rồi để lại cho một người chồng nuôi 4 đứa con, trong đó có bé gái này. Đang đi học, bỏ học giữa chừng để đi kiếm việc làm để phụ cha nuôi các em. Và cuối cùng là khi mà lướt Facebook á, thì thấy một cái thằng ở trên Facebook nó lừa em bé này, nó nói là sẽ kiếm việc cho em bé này. Thì bữa đó là bữa cách đây mới ngày hôm qua, đúng là hôm qua mọi người. Thế là nó dẫn bé lên trên cái resort ở đâu nó Mũi Né để xin việc cho bé. Thì nó có dẫn lên thật, nhưng mà cuối cùng là xin không được. Thì nó dụ bé này đi mà, nhưng cái resort nó chưa chắc là nó đã tuyển người, thì nó dụ con bé này cũng chạy lên trên đó, bắt đầu xin không được. Thì đến khi quay về thì thằng này không biết như thế nào, nó thèm lẻm lẻm ở trong mồm nó rồi, nó đã xác định từ đầu rồi. Nó trở về thì nó thấy cái đoạn đường vắng, nó đưa luôn con bé vào trong cái hẻm, nó đưa bé vào trong cái hẻm, bắt đầu là Euro xanh nguyên hình, nổi nguyên hình luôn. Nó hành động mà bé sợ quá, bé bỏ chạy.
chạy nó được theo, nó bóp cổ, nó đánh đập bé, nó đe giết bé này nọ. Đấy, bắt đầu là nó thực hiện hành vi hai ba lần luôn. Bắt đầu là làm xong nó tẩu tán, trốn luôn, vứt bé ở đó luôn. Đấy, và cuối cùng là bé sợ quá thì bé chạy ra ngoài nơi đường thì ngồi khóc nơi gốc cây, nơi bìa đường á, thì người qua đường người ta thấy tội người ta lại hỏi thì bắt đầu khai ra, bé khai ra. Ôi, người ta đau xót, người ta khóc quá trời mọi người. Ông thấy hình ảnh ai trong thương mà bùn đất rồi này khi nó vướng hết lên người của bé. Xong bắt đầu là người dân người ta mới báo lên công an thì bé này bắt đầu mới khai là bị cái thằng đốn nạt đó nó hãm hiếp, nó tấn công đó. Bắt đầu là cơ quan công an điều tra ra thì cái trang Facebook của nó thì thoát đi đâu không, trong một nốt nhạc tóm bắt luôn mọi người đó. Mới bắt luôn xong người ta mới cập nhật được luôn, mà nghĩ lại tội bé với mọi người không, đi xin việc làm thì để nuôi con, gia đình nghèo mà lại hoàn cảnh éo le, là con mẹ là bỏ đi theo ông khác, bỏ đi nó mất tiêu rồi, không biết là có theo ông khác hay không, hay chết bờ chết bụi ở đâu rồi, hay là làm đẩy làm điếm ở đâu rồi thì không biết, và bỏ cả bốn đứa con này đi mất tâm mất tích. Con người như vậy đáng còn sống hay không, rồi để cho con mày khổ như vậy không, đi kiếm việc làm cuối cùng lại gặp cái thằng đồi bại, lại gặp cái thằng trời ơi đất thởi, thằng trời đánh thánh bầm đó, mọi người thấy không ạ, có nên cắt đi hay không, hay là để lại những thằng như vậy, có cắt đi không hay để lại mọi người. Mong pháp luật Việt Nam ra cái bộ luật gọi như là cắt ngay, cắt luôn đúng mọi người, nghĩ đến đau xót thương lắm nhưng không biết làm cái gì được. Còn mà cảm thấy giận tay để lực tàn cắt đừng bắt tù rồi, được cắt lại mang cái tội có ý hình tích đau đầu vậy đấy chứ, để pháp luật xử lý cho đi tù thì vài năm xong về được cái thói cái tính của nó, giang sơn khó đổi bản tính khó dời, lại tiếp tục đâu có được đúng mọi người, cắt luôn theo như lời ta nghĩ. Bây giờ cứ cái loại đàn ông mà ấy là cắt, còn đàn bà mà đi theo trai đêm ra bụi dứa cả đúng mọi người. Đó là cái thông tin ngày hôm nay để tàng nhập bắt hết rồi nha mọi người, rồi tù mặt gông hết rồi đó, nhưng mà vẫn chưa thể nào mà tù mà để mà hả dạ chúng ta không, niềm nỗi đau thì vẫn còn lại cho những đứa bị gọi như là bị tụi nó tấn công đó không, những đứa trẻ đó, những đứa nhỏ đó, tội không ạ, cả một cuộc đời nó ám ảnh luôn á, không bao giờ nó này kia được nữa đâu đúng không. Thà như nó bị dụ dỗ hay này kia thì không nói, ở đây nó còn tấn công mà nó ép, nó gợp ép, nó đe dọa, nó giết, nó chém, nó này nó kia để nó thực hiện hành vi đổi lại, không thể nào tưởng tượng nổi. Đó thì hai thông tin ngày hôm nay là tàng cung cấp cho mọi người. Mọi người tối nay chắc có khi là nghe là tức quá rồi không ăn cơm, nhớ là mua mật ong của lực tàng mọi hờn tức xua tan hết, ăn ngon ngủ ngon, tiếp tục ngày mai chúng ta chờ đợi thông tin kết quả từ phía cơ quan công an về vụ án của các em bé em nhỏ bị hấp dẫn, bị bạo hành. Đó, đặc biệt là vụ án của bé Vân Nam, chiều nay lực tàng sẽ tiếp tục cập nhật từ thông tin này đẹp phim để gửi tới tất cả mọi người trong cái bản tin tối. Không, ngày nào cũng phải có 2 clip để gửi tất cả mọi người, không có tin liền để nói tất cả mọi người cho vui được chưa. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, số điện thoại trên màn hình là số mua mật ong, cô dì chú bác nhớ gọi điện và ủng hộ lực tàng nha. Cảm ơn cô dì chú bác rất nhiều ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.